Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 38 đến câu 44. Một hôm, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn." Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ và nói: "Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình." Anh chị em thân mến, qua trang tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy được 2 dạng người. Người sống giả dối, đó chính là những người kinh sư, và người sống quảng đại, chân thật, đó là hình ảnh bà quá nghèo. Tin mừng thuật lại như sau: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Cái giá của người sống giả dối là bị kết án. Còn hình ảnh người sống quảng đại, chân thật thì được Chúa Giêsu ví như hình ảnh của bà quá nghèo. Bà đã bỏ hết những gì mình có để dâng cho Chúa. Mỗi người chúng ta là môn đệ của Chúa. Chúng ta hãy noi gương bà quá nghèo. Dù nghèo khó về vật chất, dù nghèo khó về sức khỏe, nhưng bà lại giàu có về tấm lòng, giàu về sự chân thật. Chẳng lẽ chúng ta nghèo đến nỗi không thể dành ít thời gian trong ngày sống để dâng lên Chúa bằng lời cầu nguyện sao? Chẳng lẽ chúng ta nghèo đến nỗi không thể nói lời yêu thương với tha nhân sao? Và chẳng lẽ chúng ta nghèo đến nỗi không dám sống chân thành với Chúa và với tha nhân sao? Hay chúng ta muốn sống giả dối như những kinh sư để rồi bị kết án sao?